Sento đã mất đi trí nhớ của mình và khôi phục lại ký ức của tên tiến sĩ Ekma. Hắn ta đã hoàn thành được bước cuối cùng, tổng hợp tất cả những Bottle lại để tạo thành chiếc Bottle tối thượng, và hắn gọi nó với tên gọi Genius Bottle, thứ có thể đánh bại được Eivor. Nhưng trong lần đầu tiên sử dụng, chiếc Bottle này đã không thể kích hoạt do hắn ta chỉ là một nửa của thiên tài mà thôi. Trận chiến rơi vào bế tắc khi hình dạng Rabbit lúc đó đã quá Almeta và chẳng đấu lại ai, thậm chí đó có là Macro. Banjo đã tham chiến nhưng cũng thất bại. Nhưng điều anh để lại trong tâm trí của kẻ được mệnh danh là thiên tài ác ma chính là tình bạn. Thứ đã đánh thức Sento cũng là thứ mà anh có, mà tên thiên tài kia chẳng bao giờ có được. Thức tỉnh là bản thân khi cả hai bản thể ra ngoài lại là một. Genius Bottle, cả nhà máy Bottle nhập vào người của Bill, một cơ thể trắng từ đầu tới chân, và tất cả những Bottle được gẫm sâu vào tất cả những bộ phận cơ thể của anh, đầy đủ tất cả và những đường ống dẫn trải khắp trên cơ thể của Bill. Phần biểu tượng của Bill được điểm tô bằng một màu vàng nổi bật lên trên và vòng tròn bảy sắc cầu vồng ở giữa ngực. Đôi mắt của anh cũng được thay thế bằng hình ảnh ba chiếc ống nghiệm ở hai bên, và phần trán của anh điểm tô bằng biểu tượng đặc trưng của Bill Driver. Sức mạnh của Genius Form khá đơn giản. Đầu tiên là gia tốc, anh có khả năng vượt xa tốc độ của tình Macro cũng như ngang tài ngang sức với tốc độ của Black Hole. Trận chiến giữa cả hai thật sự trận chiến vô cùng kinh hoàng khi cả hai gia tốc để đối mặt với nhau ở hai trạng thái mạnh nhất. Ngoài ra, giống như tất cả những Form tối thượng ở thời đại Neo Heisei, anh sử dụng được tất cả những sức mạnh từ những chiếc Bottle khác, đặc biệt nhất là trong trận chiến với Color Blood trong movie. Còn trong series thì anh khá ít sử dụng khả năng này, có lẽ là do nó quá nhiều Bottle và cũng không cần thiết, vì Bill còn khả năng khác quan trọng hơn trong mạch truyện của phim, thanh tẩy Hazard từ nạn nhân, và nó cũng liên quan trực tiếp tới đòn tất sát của anh. Anh sẽ có rất nhiều trạng thái tất sát, điển hình nhất là One Side cũng như Hakusai, để ra một đòn Rider Punch và Rider Kick tượng trưng cho hai nửa ống dẫn cam đỏ cũng như xanh da trời và tím trên cơ thể của Bill nhằm thanh lọc, làm anh thương hiệu của anh là Genius Finish. Một biểu đồ như hình dạng cơ bản nhưng điểm tô bằng bảy sắc cầu vồng trói chặt kẻ thù, anh lao lên nó, trượt dài trên biểu đồ và ra đòn Rider Kick với tất cả những Bottle giống như những động cơ phản lực, tuôn trào năng lượng khổng lồ từ chúng và đẩy Bill lao thẳng một kẻ thù để ra đòn Finish.